Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 81. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm, đờn cầm êm dịu với đờn sắt. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta. Vì ấy là một luật cho Israel, một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Joseph, lúc Ngài ra đánh xứ Ê-díp-tô, là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người, tay người được buông khỏi cái giỏ. Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, và cũng thử thách ngươi nơi nước Meriba. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở Israel, chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô. Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó. Ôi, chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài, song dân ta sẽ còn đến đời đời. Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ, và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá. Chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dái, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình,
bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy, chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật, mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Chương 16. Phần đất bắc thăm trúng về con cháu Joseph, trải từ sông Giô-đanh về Jericho, từ các suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Jericho lên đến núi Bê-tên. Giới hạn băng từ Bê-tên đến Lu-sơ, đi qua bờ cõi dân Arekit tại Atarot, kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân giáp Lê-tít cho đến bờ cõi Bết-hô-rôn dưới và Gê-xe, rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasse và Ephraim lãnh phần sản nghiệp mình. Này là giới hạn của Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ Aterot Ada cho đến Bết-hô-rôn trên, thẳng qua tây tại hướng bắc của Mít-mê-thác, rồi vòng qua đông về lối Tha-anát-si-lô, và qua khỏi đó đến Gia-nô-ách theo phía đông, kế chạy từ Gia-nô-ách xuống Atarot và Naratha, đụng Jericho, rồi giáp sông Giô-đanh. Từ tháp Bu-ách giới hạn đi về hướng tây đến khe Cana, rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Người Ephraim cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Manasse. Song họ không đuổi được dân Canaan ở tại Gê-xe, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Chương 17. Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasse, vì người là con đầu lòng của Joseph. Con Maki, con đầu lòng của Manasse và cha của Gala-át, bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Gala-át và Ba-san. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasse tùy theo những họ hàng của chúng. Về con cháu Abi-e-se, về con cháu Helek, về con cháu Adriel, về con cháu Shichem, về con cháu Hefe, về con cháu Shemida. Đó là các con trai của Manasse, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Vả Selophat, con trai của Hefe, cháu của Galaad, chắc của Maki, chít của Manasse, không có con trai, chỉ có con gái tên là Matla, Noa, Hotla, Minka và Thiệt Sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Josue con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Josue vâng mạng của Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy 10 phần bắc thăm trúng cho Manasse, trừ ra xứ Gala-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đanh, vì các con gái Manasse có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Gala-át thuộc về các con trai khác của Manasse. Giới hạn của Manasse từ A-se đến Mít-mê-thác đối ngang Si-chem, rồi chạy đến Gia-min về lối dân En-tháp-bu-ách. Xứ Tháp-bu-ách thuộc về Manasse, nhưng thành Tháp-bu-ách gần bờ cõi Manasse thì thuộc về người Ephraim. Từ đó, giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana. Các thành đó ở giữa các thành Manasse đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasse ở về phía bắc của khe và giáp biển.
phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasse, còn biển dùng làm giới hạn. Hai phần này giáp Asher về phía bắc và Issachar về phía đông. Trong địa phận Issachar và Asher, Manasse cũng được Bethshean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dorer và các thành địa hạt, dân cư của Endorer và các thành địa hạt, dân cư của Taanach và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo, các thành địa hạt nó và ba cái đồng cao. Con cháu Manasse chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Vả, con cháu của Joseph nói cùng Josue rằng: chúng tôi đã thành một dân đông vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Josue đáp: nếu các ngươi đông như vậy và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng đang làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Pheresit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joseph đáp rằng: núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng, hết thảy dân Canaan ở đó, dân Bethshean và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gitreen đều có thiết xa. Joseph bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasse mà rằng: ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chương 18. Cả hội chúng dân Israel nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó, xứ đều phục trước mặt họ. Nhưng trong dân Israel còn lại 7 chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giô-suê bèn nói cùng dân Israel rằng: các ngươi lần lửa cho đến chừng nào không đi chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi, hãy chọn từng chi phái 3 người rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta. Họ sẽ chia xứ làm 7 phần. Giu-đa sẽ ở trong giới hạn mình nơi miền nam, còn nhà Joseph ở trong giới hạn mình nơi miền bắc. Vậy các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm 7 phần đem về đây cho ta, rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Còn Gác, Ruben và phân nửa chi phái Manasse đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho họ ở bên kia sông Giô-đan về hướng đông. Vậy các người ấy đứng dậy đi. Giô-suê truyền lệnh cho các người đi đặng lấy địa đồ của xứ mà rằng: hãy đi khắp xứ lấy địa đồ rồi trở về cùng ta. Ta sẽ bắt thăm tại đây cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va ở Si-lô. Các người ấy bèn đi khắp xứ, vẽ địa đồ trên một quyển sách chia làm 7 phần, tùy theo các thành, rồi trở về cùng Giô-suê ở trại quân tại Si-lô. Giô-suê bèn bắt thăm cho chúng tại Si-lô trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, Giô-suê chia xứ ra cho dân Israel tùy theo các chi phái của họ. Thăm trúng nhầm chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định, ở nhằm giữa chi phái Giu-đa và chi phái Joseph. Giới hạn của Benjamin về phía bắc chạy từ Giô-đanh đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, đoạn bò lên núi rồi giáp đồng vắng Bet-Aven. Từ đó giới hạn đi ngang sau lưng Lu-sơ, cũng gọi là Bê-tên, tại phía nam, rồi chạy xuống Atarot-Ada ở gần núi về phía nam Bet-Horon dưới. Giới hạn giăng vòng từ phía tây về hướng nam, tức từ núi đối ngang Bet-Horon về phía nam, rồi giáp Kiriath Ba'an, tức là Kiriath Ye'arim, thành của người Giu-đa, đó là miền tây. Miền nam khởi từ đầu Kiriath Ye'arim, giới hạn cứ chạy về phía tây
thẳng đến suối nước Nephthoach, rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinnom ở trong trũng Rephaim tại phía bắc. Nó chạy xuống dọc theo trũng Hinnom ở sau lưng Jebusit về phía nam, đoạn xuống đến En-Rogen. Giới hạn chạy về hướng bắc đến En-Shemet, từ đó thẳng về Gelilot ở đối ngang dốc Adumim, rồi chạy xuống đến hòn đá Bohan là con trai Ruben. Đoạn nó đi ngang Araba về hướng bắc và chạy xuống Araba. Giới hạn liền đi ngang qua phía sau Bet Hotla về hướng bắc, rồi giáp phía biển mặn về hướng bắc ở đầu phía nam của sông Giô-đanh. Đó là giới hạn về phía nam. Về phía đông, nó giáp sông Giô-đanh. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và giới hạn về bốn phía tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành của chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng là Jericho, Bet Hogla, Emek Keshit, Bet Araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha Amonai, Opni và Geba. Hết thảy 12 thành và các làng của nó: Gabaon, Rama, Beerot, Mitbe, Kephira, Moksha, Rekem, Yetbeen, Tareala, Sela, Elep, Yebu, tức là Jerusalem, Gibeat, Kiriat, hết thảy 14 thành với các làng của nó. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng. Chương 19. Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Juda. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình Beersheba, Sheba, Molada, Hatsa-suan, Bala, Esem, Entolat, Bethu, Hotma, Sitlat, Bet Makabot, Hatsa-susa, Bet Lebaot và Searuchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimmon, Ethe và Asan, hết thảy 4 thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy cho đến Balak Be, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiếc ở phần đất của người Juda, vì phần của người Juda lấy làm lớn quá. Vậy người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba bắt thăm trúng về người Sabulon tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sarit. Giới hạn đi lên hướng tây về lối Mareala và đụng đáp Sebet, rồi đến khe đối dốc Neam. Từ Sarit nó vòng qua hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới Kitlot Thabo, đoạn đi về hướng Đáp Rác và lên đến Gia Phia. Từ đó nó chạy về hướng đông đến Gác Hê Phe và Ết Cát Xin, mở dài thêm về lối Nea mà đến Rimmon. Đoạn giới hạn vòng lên phía bắc về lối Hanathon, rồi giáp trũng Díp Thách En. Lại còn có thành Cát Tác, Nahala, Simron, Yideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sabulon tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư bắt thăm trúng về con cháu Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gitreen, Kesulot, Sunem, Hapharaim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebet, Remet, Enganim, Enhada và Bet Phát-xét. Kế giới hạn đụng Thabo, Sa Chác Sima và Bet Shemet, rồi giáp sông Giô-đanh, hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm bắt thăm trúng về chi phái A-xe tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hên-cát, Ha-li, Bê-ten, Ác-sáp, A-lam-mê-lét, A-mê-ác và Mi-xê-anh. Hướng tây
nó đụng cạc mên và khe líp nát, rồi vòng qua phía mặt trời mọc về lối Bết Dagon, đụng Sabulon và trũng Giếp Thách En ở về phía bắc Bết Emek và Neien, đoạn chạy về phía tả Kabul, về Ebron, Rehob, Hamon và Cana cho đến thành lớn Sidon. Giới hạn lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tyre, đoạn chạy hướng Hosa rồi giáp biển tại miền Aksib. Lại còn có Uma, Afek và Rehob, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Ashe tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ 6, bắt thăm trúng về con cháu Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái dẻ bột ở tại Sanaim về lối Adami-Nekep và giáp Neen cho đến Lạc Cung rồi giáp sông Giô-đan. Kế, giới hạn vòng về hướng Tây, đi đến Adnot-Thabo, rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía Nam giáp Sabulon, phía Tây giáp A-xe và Giu-đa, còn phía mặt trời mọc có sông Giô-đan. Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hakso, Kede, Edrei, En-Hakso, Yireon, Middaen, Horem, Bet-Anak và Bet-Shemet, hết thảy 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ 7, bắt thăm trúng về chi phái Dan tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethaon, Ishemet, Shalabin, Ayalon, Gitla, Elon, Timnatha, Ekron, Entheke, Gibethon, Balak, Yehud, Beneberak, Gat-Rimmon, Me-Yak-Kon và Ra-Kon với đất đối ngang Gia-phô. Và địa phận của người Đan là ra ngoài nơi mình, vì người Đan đi lên đánh chiếm lấy Lê-Sem rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Đan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên Đan, tổ phụ mình, đặt cho Lê-Sem. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Đan tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Giô-suê, con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va, cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp Nát Sê-rát trong núi Ê-phra-im. Người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Silo ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, họ chia xong xứ là như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài.
và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.